Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Sau đây là dự báo chi tiết nền nhiệt và thời gian nắng nóng trong 2 ngày tới ở cả 3 miền. Ngày 3 đến ngày 4 tháng 4, Sơn La, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 đến 35%. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 10 đến 18 giờ. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 40%. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 12 đến 16 giờ. Phía Tây Bắc Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 13 đến 17 giờ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Ngày 5 đến ngày 6 tháng 4, dự báo nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Theo biểu đồ nhiệt của các tỉnh thành Bắc Bộ, khả năng từ ngày 5 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ, Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Báo Lao động sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến nắng nóng trong những ngày tới.